đó mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Hôm nay mình mới tạo một cái em rất là lạ luôn. Nhưng mà đây cũng là một ký ức tuổi thơ của mình đó mọi người à. Đây, mình nhớ hồi xưa thì nó có bán với cái giá là 2k một bộ lắp ghép robot, nhưng mình cũng không biết robot này tên là gì. Hình như thì nó tên là Morgan Atu. Đúng nhỉ? Không, cũng không biết nè. Không, mình cứ bóc ra cái này mọi người. Nó khá là bự nha mọi người ạ. Rất là bự luôn. Đây, mình sẽ cho mọi người xem cái hộp của nó. Rất bự luôn. Đây là mặt sau của robot Atu Pharaon. Rồi mình có sư tử, rồng hả? Rồng, ngựa, chim, và một chiến binh đỏ. Cũng như thế đó mọi người, mình tưởng cũng sẽ tí thôi, nhưng mà nó đúng là bởi vì tạm biệt mọi người nha. Mình sẽ
làm đi cái kép nó vào đi sao.